Mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức lễ tổng kết khóa đào tạo trực tuyến bán hàng toàn cầu cùng Amazon cho doanh nghiệp Việt Nam. Đã có 68 học viên đến từ 60 doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo và được trao giấy chứng nhận. Khóa học bán hàng toàn cầu cùng Amazon là một trong những nội dung được Cục Xúc tiến Thương mại tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nhằm đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu, phát triển thương hiệu. Ngoài ra, thông qua nền tảng thương mại điện tử cũng mang lại sự đổi mới trong công tác xúc tiến thương mại. Hiện nay, hàng hóa xuất khẩu dưới thương hiệu Việt rất khiêm tốn. Vì vậy, Amazon là giải pháp tốt cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu bằng chính thương hiệu của mình. Tuy nhiên, để khai thác thành công nền tảng kinh doanh trên Amazon, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần đáp ứng xu hướng hàng hóa trên thế giới, nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả năng xây dựng thương hiệu để có thể tận dụng tối đa những lợi thế bán hàng trên trang Amazon.com.